Chào các bạn. Tôi có nhận được rất nhiều những ý kiến xung quanh cái phần mềm luyện tai này. Cho nên hôm nay tôi làm một cái clip này để hướng dẫn sơ qua cho các bạn về cái phần mềm này. Thì đầu tiên, khi các bạn download về các bạn sẽ được một cái file nén như vậy. Nếu trong máy các bạn có phần mềm WinRAR thì chúng ta sẽ giải nén bằng cách bấm chuột phải, chọn Extractor, tức là giải nén ở tại đây. Khi các bạn giải nén ra, các bạn sẽ được một cái thư mục như vậy. Chúng ta sẽ mở nó ra. Và các bạn chỉ cần chạy cái file này, file E50. Đây là cái chương trình của chúng ta, chương trình luyện tai. Thì cái giao diện của nó sẽ như thế này. Và đầu tiên thì cái phần mềm này là phần mềm nó không cần cài đặt, chỉ cần chạy nó là nó tự nó chạy thôi. Thì có nhiều bạn nói là bị lỗi hoặc không chạy được, hoặc là vân vân, đại khái là nó không chạy được. Thì thật sự thì tôi cũng chẳng biết tại sao. Nhưng mà tôi nghĩ là như các bạn thấy là tôi chạy trên WinXP. WinXP thì cái phần mềm này nó có rất lâu rồi. Và tôi nghĩ là nguyên do chính là tại có thể là các bạn xài những cái Win mới, ví dụ Win 7, Win 8 trở lên thì nhiều khi nó không có tương thích. Nếu mà đúng như vậy thì các bạn sẽ hỏi những người nào mà rành về máy tính là chạy những cái phần mềm cũ trên Win mới như thế nào, hoặc các bạn có thể tìm ở trên mạng coi người ta hướng dẫn như thế nào. Còn nếu không được nữa thì cũng chịu. Đó là đầu tiên là nhiều người nói là không chạy được. Các bạn chỉ cần bấm vô cái file này là tự nó chạy thôi, đúng không nào? Và bây giờ tôi sẽ nói sơ qua về cái phần mềm này. Cái phần mềm này như các bạn cũng thấy là nó có nhiều phần, thậm chí có phần nhạc xe nữa. Cái phần này là rối rắm nè, rồi những cái bài tập tùy chọn vân vân. Thì trước tiên thì các bạn cứ chọn là standard, tức là phần hướng dẫn tiêu chuẩn. Rồi chúng ta chọn mục đầu tiên, mục đầu tiên bên tay phải đây. Đây là cái phần này là các bạn sẽ thấy nó có rất nhiều, đúng không nào? Rất nhiều. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta cứ đi từng phần từng phần. Thì phần này là các bạn bấm begin, bắt đầu. Thì chúng ta chọn bài 1, lesson 1. Ở đây thì chúng ta chỉ phải phân biệt là quãng hai thứ và quãng hai chưởng. Đây là quãng hai thứ và quãng hai chưởng. Thì như các bạn cũng biết là quãng hai thứ thì là nó cắt nhau nửa cung, và quãng hai chưởng thì là một cung, đúng không nào? Thì nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ chọn quãng hai chưởng. Rồi các bạn nhấn OK. Nó sẽ có hai mục A và B. Thì
trong một trong hai là sẽ có một cái là khoảng hai thứ và một cái là khoảng hai trưởng. Chúng ta phải phân biệt được. Ví dụ các bạn chưa nghe ra thì chúng ta có thể bấm play question, tức là chơi lại câu hỏi. Các bạn thấy là E là khoảng hai trưởng đúng không nào? Còn thí dụ như các bạn có thể nghe từng phần. Đây là cửa A và đây là B. Đây là khoảng hai thứ. Thì chúng ta sẽ chọn A. Khi chúng ta chọn đúng thì nó sẽ hiện lên cái dấu màu xanh như này. Và nó qua tiếp câu sau. Chúng ta nghe lại. Đây là khoảng hai trưởng và đây là khoảng hai thứ, B là thứ. Ví dụ tôi chọn sai thì nó sẽ hiện ra một cái dấu như vậy, gạch chéo và nó màu đỏ, là tức là đã chọn sai. Đồng thời phía dưới này các bạn cũng thấy là nó hiện lên một cái bàn phím. Sẽ hiện lên một cái bàn phím đàn piano. Thì những cái nốt người ta đánh nó sẽ hiện lên đây. Tức là ví dụ màu đỏ là khoảng hai thứ, là nốt pha và nốt son dáng và nửa cung. Và nốt màu xanh là khoảng hai trưởng, là từ nốt pha tới nốt son. Đó là nhiệm vụ của chúng ta, là chỉ phân biệt. Chỉ cần phân biệt được và vậy thôi. Thì các bạn sẽ ráng nghe để nhận ra được cái độ cao độ của nó. Ví dụ như khoảng hai thứ thì nó cách nhau nửa cung, khoảng hai trưởng cách nhau một cung. Rồi ví dụ như các bạn sẽ... Chúng ta thí dụ như qua càng về sau thì nó sẽ càng khó dần lên tới harmonic, tức là đánh chung một lần, đánh hòa âm. Nhưng mà đây tới bài 4 thì chúng ta sẽ qua khoảng 3 trưởng và thứ. Thí dụ. Các bạn sẽ phải nghe phân biệt ra khoảng 3 thứ và khoảng 3 trưởng. Thì khoảng 3 thứ thì gồm 1 cung rưỡi. Và khoảng 3 trưởng thì 2 cung. Đó là cái cách chúng ta sẽ nghe được cái cao độ của nó. Và sau này khi chúng ta nghe nhạc, chúng ta nếu mà các bạn phân biệt được nó thì các bạn sẽ rất là dễ dàng nghe ra được những cái cao độ của cái bản nhạc. Thí dụ như chúng ta nghe lại. Đây là khoảng 3, A là khoảng 3 trưởng và B là khoảng 3 thứ. Đúng không nào? Và nó cứ như vậy. Nhưng mà càng ngày những bài tập sẽ càng khó dần lên. Từ khoảng 2 tới khoảng 3, khoảng 4 đúng, khoảng 4 tăng, khoảng 5 giảm, khoảng 5 đúng. Rất nhiều chúng ta phải phân biệt được. Khi các bạn hoàn tất được, nghe được tất cả những cái bài tập ở trong này, chỉ một phần này thôi, tôi chưa nói những cái phần khác. Thường là trong một khoảng 8 là khi các bạn mà nghe được chính xác được thì lúc đó là các bạn đã có đôi tai của bậc thầy, thầy có thể gọi là như vậy. Khi đó thì các bạn sẽ rất là nhạy và nghe rất là chính xác. Thì ở đây tôi lưu ý các bạn một điều là cái này nó giống như trò chơi vậy. Tức là chúng ta thử và chúng ta chọn. Nó giống như, thí dụ như hồi xưa các bạn chơi game rồi đúng không nào? Thì nó cũng giống giống như vậy. Nhưng mà ở đây là
Cái quan trọng là quan trọng không phải là các bạn thắng hay thua, mà cái quan trọng là chúng ta phải nghe được chính xác nó là cái gì, đúng không nào? Chúng ta phải phân biệt được, đó là cái quan trọng, chứ không cần là chúng ta phải làm đúng đúng hết và đoán cho nó làm sao nó đúng, cái đó không quan trọng. Quan trọng là những cái chúng ta có được khi chúng ta tập luyện, đó là cái quan trọng. Thì thí dụ đây là quãng ba trưởng và đây là quãng ba thứ, thì thí dụ tôi chọn sai, thí dụ chúng ta chọn sai thì chúng ta sẽ nghe là tại sao sai, đúng không nào? Mình nghe rõ ràng là thí dụ như các bạn chưa phân biệt được, chúng ta chọn sai và chúng ta phải nghe là tại sao. Có thể chúng ta nghe tới nghe lui nhiều lần, và khi nào chúng ta phân biệt được cái trưởng và cái thứ, thì lúc đó là các bạn đã thành công. Và đó là một mục, và nó còn rất nhiều thứ đủ thứ trong này hết, rất nhiều. Và các bạn sẽ từ từ chúng ta sẽ khám phá nó dần dần, nhưng mà trước mắt thì chúng ta chỉ cần các bạn phân biệt được mọi cái quãng ở trong một cái quãng 8 mà chúng ta phân biệt được là các bạn đã rất là giỏi rồi, rất là khá rồi. Trong này nó có nhạc, cả nhạc gia, nhạc gì nữa, rất là thì đó là tôi nói sơ qua về cái phần mềm này. Thì những cái phần sau thì các bạn sẽ tự tìm hiểu. Nó sẽ có hợp âm nè, có scale tức là gam nè, âm dai nè, và tiết nhịp nè, tiết tấu nè, rất là đủ thứ. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta cứ tập cái phần này cho nó tốt, và sau một thời gian, mỗi ngày các bạn chịu khó tập chừng 5 tới 10 phút, sau một thời gian thì đôi tai các bạn sẽ phát triển rất là tốt, rất là nhạy, càng ngày nó càng phát triển lên. Đó là cái phần mềm luyện tai, đó tôi chỉ nói sơ qua về nó một chút thôi. Và chúc các bạn thành công với cái phần mềm này, chúc các bạn luyện tai thật tốt và thành công với nó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.